Đây là vị trí ngã ba đầu làng nhé. Thẳng đường này đi nó quanh nhà này. Đây là cổng làng Vân Quế này. Từ đây đi vào đất 50 m nhé. Đây là xung quanh này. Đây là vị trí lô đất ở khu Vân Quế, phường Hưng Đạo nhé. Tổng là diện tích 505 m nhé. Lô đất có hai ngõ vào nhé. Một ngõ này, đây là một ngõ phụ nhé. Ngõ này là ô tô nhỏ đi vừa này. Khoảng 10 mét thì ra đường chính rồi nhé. Đây là vị trí hố đất này. Xung quanh là cây tường hết đúng không? Tổng diện tích là 505,2 m2 nhé. Trong đó có 300 m đất đỏ này. Qua nhà hàng xóm xây nhé. Đây còn một cái cổng phụ này. Cổng này cũng ô tô nhỏ đi vừa nhé. Đây là tổng thể khu vực ô đất này. Xóm xung quanh nhé. Đây là vị trí ô đất nhé. Từ vị trí ô đất ra đến đường